Những người học Phật học rất tốt. Khi gần mất nhất niệm tham sân si, liền đọa tam đồ. Bởi thì khi gần mất, quan trọng ở chỗ chánh niệm. Niệm cuối cùng khi gần mất là tâm tham. Bất luận là tham tài, tham sắc hay tham luyến tình chấp, tất cả đều đọa lạc, đọa vào ngạ quỷ. Khi gần mất là bực bội, liền đọa vào cõi địa ngục. Khi gần mất mà ngu si, không có trí tuệ, nghĩa là mê mờ. Ngày nay chúng ta thường nói người già thường mắc chứng quên, vấn đề này rất rắc rối. Già cả mắc chứng quên thường đến cõi nào? Cõi súc sinh. Họ ngu si, không có khả năng phân biệt thị phi thiền ác. Bởi thì vấn đề này rất đáng sợ, cần phải đề phòng. Tại sao người già hay mắc chứng quên? Chắc chắn trong lòng bức bối. Oán hận, không có chỗ giải bày. Bởi thì tâm lý muộn phiền, đây là nguyên nhân chính. Nên làm cho người già sống tuổi xế bóng vui vẻ, đây là công đức không gì lớn bằng. Ai cũng đến tuổi đó, ta lại không muốn chết yểu, vậy nhất định phải đến tuổi già. Những người học Phật học rất tốt. Khi gần mất nhất niệm tham sân si, liền đọa tam đồ. Bởi thì khi gần mất, quan trọng ở chỗ chánh niệm. Niệm cuối cùng khi gần mất là tâm tham. Bất luận là tham tài, tham sắc hay tham luyến tình chấp, tất cả đều đọa lạc, đọa vào ngạ quỷ. Khi gần mất là bực bội, liền đọa vào cõi địa ngục. Khi gần mất mà ngu si, không có trí tuệ, nghĩa là mê mờ. Ngày nay chúng ta thường nói người già thường mắc chứng quên, vấn đề này rất rắc rối. Già cả mắc chứng quên thường đến cõi nào? Cõi súc sinh. Họ ngu si, không có khả năng phân biệt thị phi thiền ác. Bởi thì vấn đề này rất đáng sợ, cần phải đề phòng. Tại sao người già hay mắc chứng quên? Chắc chắn trong lòng bức bối. Oán hận, không có chỗ giải bày. Bởi thì tâm lý muộn phiền, đây là nguyên nhân chính. Nên làm cho người già sống tuổi xế bóng vui vẻ, đây là công đức không gì lớn bằng. Ai cũng đến tuổi đó, ta lại không muốn chết yểu, vậy nhất định phải đến tuổi già. Trí tuệ ta có mặt, trí tuệ có mặt, tự nhiên vọng tưởng phân biệt chấp trước không còn. Còn vọng tưởng phân biệt chấp trước không có trí tuệ,
những gì hiện ra là phiền não, không phải trí tuệ hiện ra, phiền não hiện ra. Trí tuệ và phiền não là hai mặt tối sáng. Có ánh sáng không có bóng tối, bóng tối có ánh sáng không còn. Bởi thì có trí tuệ thì phiền não không còn, có phiền não chắc chắn không có trí tuệ. Phải hiểu đạo lý này. Nếu đặt đạo lý này trong tâm, luôn luôn nghĩ đến chúng ta có trí tuệ chăng? Việc học chúng ta như pháp chăng? Đời này chúng ta có thể giảng sinh chăng? Buông bỏ tất cả những ngăn trở việc giảng sinh, như thế mới đúng. Buông khi nào? Ngay bây giờ, không chờ đợi. Người xưa có câu rất hay: trên đường âm phủ không kể già trẻ. Hôm nay không thể biết ngày mai thế nào. Hôm nay đang sống, mai có còn chăng? Không thể chắc chắn. Vậy ngay bây giờ chúng ta phải bắt tay, không thể để đến hôm sau. Chờ đến ngày mai tôi lại phiền não, không có trí tuệ. Người có trí tuệ không chờ đợi, ngay bây giờ. Chuyển phiền não thành bồ đề chỉ trong một niệm, lại có chúng sinh. Tuy trồng gốc thiện, làm ruộng phước lớn. Ruộng phước lớn ở đây là trì danh hiệu Phật. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý câu này. Ruộng phước lớn ở đây là trì danh hiệu Phật. Bởi trì danh là vua trong các việc thiền, nên ruộng để trồng được gọi là ruộng phước lớn. Tiếc là phân biệt nắm giữ tướng nặng nề tình chấp, nên tuy niệm Phật nhưng không thể thoát luân hồi. Hồi trước tôi gặp một người đồng học lớn tuổi hơn tôi. Hình như 30 năm trước. 30 năm trước ông ta độ 70 tuổi. Giờ chắc đã mất. Ngày Tết, khi đó tôi đang ở thư viện cảnh Mỹ, đến thăm tôi ngày Tết, nói với tôi: Pháp sư Tịnh Không, công phu niệm Phật của tôi rất tốt. Tôi nói tốt quá. Ông nói tôi đã buông bỏ hết, chỉ một thứ không buông được. Tôi hỏi là gì thế? Không buông được đứa cháu tình chấp. Chỉ cần ông buông đứa cháu, ông đừng xem nó niệm A-di-đà Phật. A-di-đà Phật mỗi ngày niệm mấy vạn tiếng A-di-đà Phật. Nhưng ý nghĩ, mỗi ý nghĩ khởi lên đều là đứa cháu. Ông không phải A-di-đà Phật. Ông được giảng sinh chăng? Không thể giảng sinh, chắc chắn trở ngại.
Không thể giảng sinh thì đi đâu? Yêu thích đứa cháu, không muốn rời nó. Khi nó lớn, nó kết hôn, có thể ông đầu thai làm con nó. Người đời thường chơi những trò như thế. Tin chấp người đời thật sự không dễ buông bỏ. Chỉ cần ta quyến luyến, yêu thích, luôn nghĩ đến nó, liền đã gặp rắc rối. Người đi tu cũng không ngoại lệ. Khi tôi ở San Francisco, Mỹ, gặp một pháp sư, hình như bây giờ ông đã mất, lớn tuổi hơn tôi, cả đời theo đuổi thu sưu tầm tượng Phật cổ. Ông có một bảo tàng nhỏ, mở ra thấy toàn tượng Phật, cả gian phòng đều là đồ cổ. Đây là đời Đường, kia là đời Tống, nó là Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, chuyên sưu tập những thứ đó. Ông có giảng sinh chăng? Không thể. Mất sẽ đi về đâu? Mất rồi chắc chắn không rời được căn phòng đó. Căn phòng đó có gì? Chuột, gián, sâu kiến. Ông đầu thai đến đó, ông sẽ đến những nơi đó, sẽ không đến nơi nào khác. Việc này rất rắc rối. Hồi đó thấy chuyện đó, tôi vô cùng sợ hãi. Tại sao? Bởi vì tôi cũng có yêu thích, nhưng khác nhau. Tôi thích gì? Thích sách kim, thích nhất là sách đóng cẩn thận. Đây là những bản đẹp. Khi thích sách, sau khi chết sẽ làm con mọt trong sách. Lúc đó sẽ đầu thai vào đó, càng nghĩ càng sợ. Bởi thế tôi quyên góp tất cả những cuốn đó, phần lớn tặng cho quỹ giáo dục Phật giáo, để họ phiên bản, rồi cho in. Bản chính vẫn cho họ giữ, còn một số sau khi tôi in tặng lại cho nhà in. Nguyên bản do nhà in họ tự giữ. Làm như thế để làm gì? Sợ sau này có người in họ có bản gốc. Tôi cũng bỏ nó luôn, để không còn tham luyến gì nữa. Bởi thế yêu thích rắc rối sẽ đến ngay, sẽ chướng ngại cho việc giảng sinh. Phải từ bỏ tất cả, trong lòng chỉ có Phật A-di-đà. Ngoài Phật A-di-đà không có một thứ gì. Người đó chắc chắn sẽ được sinh, không vấn đề gì. Những người tu hành chúng ta biết điều này. Thế nào gọi là công phu? Không bị ngoại cảnh quấy nhiễu gọi là công phu. Khi ngoại cảnh có mặt, phản ứng quấy nhiễu là gì? Hỷ nộ ai lạc ái ác dục. Đấy là phản ứng. Ta bị nó quấy nhiễu. Khi cảnh giới này hiện ra, ta yêu thích là bị quấy nhiễu. Tâm giống như nước, như bất động, làm sao lại bị gợn sóng? Vì đã yêu thích. Hoặc ghét bỏ nó, lại bị nó quấy nhiễu.
Hỷ nộ ai lạc được gọi là thất tình. Nghĩa là khi ta bị quấy nhiễu, chắc chắn nổi lên tác dụng của bảy loại này. Hỷ nộ ai là bi ai, yêu thương nó đau lòng. Lạc cảm thấy vui thích, hoặc lo lắng, lo nghĩ. Hỷ nộ ai lạc ái ác dục, chỉ cần nổi lên những phản ứng đó, liền chấp trước thủ tướng. Đây là hiện tượng gì? Đây là dấu hiệu của lục đạo. Bởi thì có thức tình ngũ dục, ta sẽ không ra được luân hồi lục đạo. Giảng sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong giây phút cuối cùng, sát na niệm Phật để giảng sinh đó, không có thức tình ngũ dục, thật sự được giảng sanh. Nếu vào giây phút đó tuy tâm cũng niệm Phật nhưng vẫn còn vướng bận, quý vị đi không dứt, người niệm Phật không thể không hiểu điều này. Mục tiêu duy nhất của người niệm Phật chúng ta là mong cầu giảng sinh. Bây giờ với tất cả các tướng, chúng ta phải làm nhạt nó. Vấn đề này rất quan trọng, nghĩa là với chấp trước thủ tướng càng lúc càng nhạt. Khi đi chúng ta mới thật sự buông bỏ. Nếu với tất cả các tướng vẫn còn quyến luyến, đến lúc gần mất, Phật không thể đến. Tại sao? Tình chấp quá nặng. Tình chấp là chướng ngại. Đoạn được tình chấp mới cảm ứng được với Phật. Bởi khi Phật đến tiếp dẫn, nhất niệm đó là tâm thanh tịnh ta sẽ giảng sanh. Nếu tâm nhất niệm đó ô nhiễm sẽ đi không được. Đây chính là người niệm Phật nhiều, người giảng sinh rất ít. Không có chướng ngại sẽ đi một cách tự tại. Công phu rèn luyện của họ đã thành thục. Có nghĩa là họ thật sự buông bỏ. Ở trước tôi đã nói với quý vị, đó là ở San Francisco, phu nhân ông Cam nói với tôi, chồng của bà là Cam Lệ Sơn, là một danh tướng thời kháng chiến. Tôi biết ông đã từng lãnh đạo quân đội. Khi mất được truy tặng thượng tướng. Người vợ về già sống ở San Francisco, bà nói với tôi, bạn của bà đó là một bà lão niệm Phật, giảng sinh tự tại, ngồi mà giảng sinh. Những đồ tang, con cái, dâu rể, cháu chắc, bà tự may. Nghĩa là bà đã lo xong hậu sự, lo chu tất, để con cái của bà không phải lo nghĩ. Ở nước ngoài bà không cho ai hay, khi nào đi cũng không biết. Sáng hôm sau mới phát hiện,
Bà đã đi, thật sự buông bỏ. Bà đã thấy chư tướng không phải tướng, không còn một chút tình chấp. Quý vị xem, chuẩn bị chu đáo mọi thứ hậu sự, chuẩn bị rất chu đáo. Rất cô đơn khi ở Mỹ. Điều này những người đã sống ở Mỹ hiểu rất rõ. Những người trẻ tuổi đều đi làm, người già ở nhà, có trẻ con phải giữ, đứa lớn thì mang gửi trẻ, đưa đi học. Người già ở nhà một mình, ở nhà một mình tốt nhất là niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, không ai làm phiền. Nếu người già thấy quá tẻ nhạt, quá đơn điệu, vậy không còn cách nào. Người già thực tâm học Phật, đấy là nhân duyên thù thắng nhất để cầu vãng sinh. Con cái đưa họ đến Mỹ để trông nom nhà cửa, tất nhiên có dụng ý của họ. Ở Mỹ rất khó tìm người giúp việc. Mẹ già đến Mỹ là để làm công. Bà cụ có trí tuệ, đây là cơ duyên tốt nhất để niệm Phật. Đây chính là sự hiếu thuận chân chính nhất của con cháu. Nhưng con cái không nghĩ như thế. Bà thành tựu, bà thật sự giảng sinh. Bởi thì bình thường nên buông bỏ. Bình thường không buông bỏ, lúc gần mất rất khó. Thời khắc lâm chung là lúc tử biệt sinh ly. Đây là việc cực kỳ đau khổ. Nỗi thống khổ y sẽ đưa vào tam ác đạo. Không có phần trong thế giới cực lạc. Vậy thì nhất định phải hiểu được, trong lục đạo không có gì là thật. Giữa người với người nhất định được xem là gì? Tất cả chúng sinh vốn là Phật, mọi người là Phật. Bây giờ trở thành thế này là do gì? Do nghiệp báo. Nghiệp mỗi người không giống nhau. Khi ý niệm chúng ta thay đổi, vấn đề sẽ được giải quyết. Tâm bình đẳng quá mặt, toàn là Phật. Bạn chịu khổ một tí, nghiệp chướng của bạn nặng. Họ sống thoải mái hơn, nghiệp chướng họ nhẹ. Họ tu thiện, bạn tạo nghiệp. Tất cả đều là Phật, mọi người bình đẳng. Tất cả mọi người đều là Phật. Quán được như thế mới hiểu được nghĩa lý trong kinh Kim Cang, mới học được những gì trong kinh Kim Cang khiến nó khởi tác dụng trong sinh hoạt đời thường. Những người học Phật học rất tốt. Khi gần mất, nhất niệm tham sân si liền đọa tam đồ. Bởi thì khi gần mất, quan trọng ở chỗ chánh niệm. Niệm cuối cùng khi gần mất là tâm tham. Bất luận là tham tài, tham sắc hay tham luyến tình chấp, tất cả đều đọa lạc, đọa vào ngạ quỷ. Khi gần mất là bực bội, liền đọa vào cõi địa ngục. Khi gần mất mà ngu si,
Không có trí tuệ nghĩa là mê mờ. Ngày nay chúng ta thường nói người già thường mắc chứng quên, vấn đề này rất rắc rối. Già cả mắc chứng quên thường đến cõi nào? Cõi súc sinh. Họ ngu si, không có khả năng phân biệt thị phi thiền ác. Bởi thì vấn đề này rất đáng sợ, cần phải đề phòng. Tại sao người già hay mắc chứng quên? Chắc chắn trong lòng bức bối. Oán hận không có chỗ giải bày, bởi thì tâm lý muộn phiền. Đây là nguyên nhân chính. Nên làm cho người già sống tuổi xế bóng vui vẻ, đây là công đức không gì lớn bằng. Ai cũng đến tuổi đó, ta lại không muốn chết yểu, vậy nhất định phải đến tuổi già. Những người học Phật học rất tốt, khi gần mất nhất niệm tham sân si liền đọa tam đồ. Bởi thì khi gần mất quan trọng ở chỗ chánh niệm. Niệm cuối cùng khi gần mất là tâm tham, bất luận là tham tài, tham sắc hay tham luyến tình chấp, tất cả đều đọa lạc, đọa vào ngạ quỷ. Khi gần mất là bực bội, liền đọa vào cõi địa ngục. Khi gần mất mà ngu si, không có trí tuệ nghĩa là mê mờ. Ngày nay chúng ta thường nói người già thường mắc chứng quên, vấn đề này rất rắc rối. Già cả mắc chứng quên thường đến cõi nào? Cõi súc sinh. Họ ngu si, không có khả năng phân biệt thị phi thiền ác. Bởi thì vấn đề này rất đáng sợ, cần phải đề phòng. Tại sao người già hay mắc chứng quên? Chắc chắn trong lòng bức bối. Oán hận không có chỗ giải bày, bởi thì tâm lý muộn phiền. Đây là nguyên nhân chính. Nên làm cho người già sống tuổi xế bóng vui vẻ, đây là công đức không gì lớn bằng. Ai cũng đến tuổi đó, ta lại không muốn chết yểu, vậy nhất định phải đến tuổi già. Trí tuệ ta có mặt, trí tuệ có mặt, tự nhiên vọng tưởng phân biệt chấp trước không còn. Còn vọng tưởng phân biệt chấp trước không có trí tuệ, những gì hiện ra là phiền não, không phải trí tuệ hiện ra, phiền não hiện ra. Trí tuệ và phiền não là hai mặt tối sáng. Có ánh sáng không có bóng tối, bóng tối có ánh sáng không còn. Bởi thì có trí tuệ thì phiền não không còn, có phiền não chắc chắn không có trí tuệ. Phải hiểu đạo lý này. Nếu đặt đạo lý này trong tâm,
luôn luôn nghĩ đến chúng ta có trí tuệ chăng? Việc học chúng ta như pháp chăng? Đời này chúng ta có thể giảng sinh chăng? Buông bỏ tất cả những ngăn trở việc giảng sinh, như thế mới đúng. Buông khi nào? Ngay bây giờ, không chờ đợi. Người xưa có câu rất hay: trên đường âm phủ không kể già trẻ. Hôm nay không thể biết ngày mai thế nào. Hôm nay đang sống, mai có còn chăng? Không thể chắc chắn. Vậy ngay bây giờ chúng ta phải bắt tay, không thể để đến hôm sau. Chờ đến ngày mai tôi lại phiền não, không có trí tuệ. Người có trí tuệ không chờ đợi, ngay bây giờ. Chuyển phiền não thành bồ đề chỉ trong một niệm, lại có chúng sinh quy trồng gốc thiện, làm ruộng phước lớn. Ruộng phước lớn ở đây là trì danh hiệu Phật. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý câu này. Ruộng phước lớn ở đây là trì danh hiệu Phật. Bởi trì danh là vua trong các việc thiền, nên ruộng để trồng được gọi là ruộng phước lớn. Tiết là phân biệt nắm giữ tướng, nặng nề tình chấp, nên tuy niệm Phật nhưng không thể thoát luân hồi. Hồi trước tôi gặp một người đồng học lớn tuổi hơn tôi. Hình như 30 năm trước. 30 năm trước ông ta độ 70 tuổi, giờ chắc đã mất. Ngày Tết, khi đó tôi đang ở thư viện cảnh Mỹ, đến thăm tôi ngày Tết, nói với tôi: Pháp Sư Tịnh Không, công phu niệm Phật của tôi rất tốt. Tôi nói tốt quá. Ông nói tôi đã buông bỏ hết, chỉ một thứ không buông được. Tôi hỏi là gì thế? Không buông được đứa cháu tình chấp. Chỉ cần ông buông đứa cháu, ông đừng xem nó niệm A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, mỗi ngày niệm mấy vạn tiếng A-di-đà Phật. Nhưng ý nghĩ, mỗi ý nghĩ khởi lên đều là đứa cháu. Ông không phải A-di-đà Phật. Ông được giảng sinh chăng? Không thể giảng sinh. Chắc chắn trở ngại. Không thể giảng sinh thì đi đâu? Yêu thích đứa cháu, không muốn rời nó. Khi nó lớn, nó kết hôn, có thể ông đầu thai làm con nó. Người đời thường chơi những trò như thế. Tình chấp người đời thật sự không dễ buông bỏ. Chỉ cần ta quyến luyến, yêu thích,
luôn nghĩ đến nó, liền đã gặp rắc rối. Người đi tu cũng không ngoại lệ. Khi tôi ở San Francisco, Mỹ, gặp một pháp sư, hình như bây giờ ông đã mất, lớn tuổi hơn tôi, cả đời theo đuổi thu sưu tầm tượng Phật cổ. Ông có một bảo tàng nhỏ, mở ra thấy toàn tượng Phật, cả gian phòng đều là đồ cổ. Đây là đời Đường, kia là đời Tống, nó là Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, chuyên sưu tập những thứ đó. Ông có giảng sinh chăng? Không thể. Mất sẽ đi về đâu? Mất rồi chắc chắn không rời được căn phòng đó. Căn phòng đó có gì? Chuột, gián, sâu kiến. Ông đầu thai đến đó, ông sẽ đến những nơi đó, sẽ không đến nơi nào khác. Việc này rất rắc rối. Hồi đó thấy chuyện đó, tôi vô cùng sợ hãi. Tại sao? Bởi vì tôi cũng có yêu thích, nhưng khác nhau. Tôi thích gì? Thích sách kinh. Thích nhất là sách đóng cẩn thận, đây là những bản đẹp. Khi thích sách, sau khi chết sẽ làm con mọt trong sách. Lúc đó sẽ đầu thai vào đó, càng nghĩ càng sợ. Bởi thế tôi quyên góp tất cả những cuốn đó, phần lớn tặng cho quỹ giáo dục Phật giáo, để họ phiên bản rồi cho in. Bản chính vẫn cho họ giữ, còn một số sau khi tôi in tặng lại cho nhà in. Nguyên bản do nhà in họ tự giữ. Làm như thế để làm gì? Sợ sau này có người in họ có bản gốc. Tôi cũng bỏ nó luôn, để không còn tham luyến gì nữa. Bởi thế yêu thích rắc rối sẽ đến ngay, sẽ chướng ngại cho việc giảng sinh, phải từ bỏ tất cả. Trong lòng chỉ có Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà không có một thứ gì. Người đó chắc chắn sẽ được sinh, không vấn đề gì. Những người tu hành chúng ta biết điều này. Thế nào gọi là công phu? Không bị ngoại cảnh quấy nhiễu gọi là công phu. Khi ngoại cảnh có mặt, phản ứng quấy nhiễu là gì? Hỷ nộ ai lạc ái ác dục, đấy là phản ứng. Ta bị nó quấy nhiễu. Khi cảnh giới này hiện ra, ta yêu thích là bị quấy nhiễu. Tâm giống như nước, như bất động, làm sao lại bị gợn sóng? Vì đã yêu thích hoặc ghét bỏ nó, lại bị nó quấy nhiễu. Hỷ nộ ai lạc được gọi là thất tình, nghĩa là khi ta bị quấy nhiễu, chắc chắn nổi lên tác dụng của bảy loại này. Hỷ nộ ai là bi ai, yêu thương nó, đau lòng. Lạc, cảm thấy vui thích, hoặc lo lắng, lo nghĩ. Hỷ nộ ai lạc ái ác dục, chỉ cần nổi lên những phản ứng đó, liền chấp trước thủ tướng.
Đây là hiện tượng gì? Đây là dấu hiệu của lục đạo. Bởi thì có thức tình ngũ dục, ta sẽ không ra được luân hồi lục đạo. Giảng sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong giây phút cuối cùng, sát na niệm Phật để giảng sinh đó, không có thức tình ngũ dục, thật sự được giảng sanh. Nếu vào giây phút đó tuy tâm cũng niệm Phật nhưng vẫn còn vướng bận, quý vị đi không dứt, người niệm Phật không thể không hiểu điều này. Mục tiêu duy nhất của người niệm Phật chúng ta là mong cầu giảng sinh. Bây giờ với tất cả các tướng, chúng ta phải làm nhạt nó. Vấn đề này rất quan trọng, nghĩa là với chấp trước thủ tướng càng lúc càng nhạt. Khi đi chúng ta mới thật sự buông bỏ. Nếu với tất cả các tướng vẫn còn quyến luyến, đến lúc gần mất, Phật không thể đến. Tại sao? Tình chấp quá nặng. Tình chấp là chướng ngại. Đoạn được tình chấp mới cảm ứng được với Phật. Bởi khi Phật đến tiếp dẫn, nhất niệm đó là tâm thanh tịnh ta sẽ giảng sanh. Nếu tâm nhất niệm đó ô nhiễm sẽ đi không được. Đây chính là người niệm Phật nhiều, người giảng sinh rất ít. Không có chướng ngại, sẽ đi một cách tự tại. Công phu rèn luyện của họ đã thành thục. Có nghĩa là họ thật sự buông bỏ. Ở trước tôi đã nói với quý vị, đó là ở San Francisco, phu nhân ông Cam nói với tôi, chồng của bà là Cam Lệ Sơn, là một danh tướng thời kháng chiến. Tôi biết ông đã từng lãnh đạo quân đội. Khi mất được truy tặng thượng tướng. Người vợ về già sống ở San Francisco. Bà nói với tôi, bạn của bà đó là một bà lão niệm Phật, giảng sinh tự tại, ngồi mà giảng sinh. Những đồ tang, con cái, dâu rể, cháu chắc, bà tự may. Nghĩa là bà đã lo xong hậu sự, lo chu tất, để con cái của bà không phải lo nghĩ. Ở nước ngoài bà không cho ai hay, khi nào đi cũng không biết. Sáng hôm sau mới phát hiện bà đã đi. Thật sự buông bỏ. Bà đã thấy chư tướng không phải tướng, không còn một chút tình chấp. Quý vị xem, chuẩn bị chu đáo mọi thứ hậu sự, chuẩn bị rất chu đáo. Rất cô đơn khi ở Mỹ. Điều này những người đã sống ở Mỹ hiểu rất rõ. Những người trẻ tuổi đều đi làm, người già ở nhà, có trẻ con phải giữ,
đứa lớn thì mang gửi trẻ đưa đi học. Người già ở nhà một mình, ở nhà một mình tốt nhất là niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, không ai làm phiền. Nếu người già thấy quá tẻ nhạt, quá đơn điệu, vậy không còn cách nào. Người già thực tâm học Phật, đấy là nhân duyên thù thắng nhất để cầu vãng sinh. Con cái đưa họ đến Mỹ để trông nom nhà cửa, tất nhiên có dụng ý của họ. Ở Mỹ rất khó tìm người giúp gì. Mẹ già đến Mỹ là để làm công. Bà cụ có trí tuệ, đây là cơ duyên tốt nhất để niệm Phật. Đây chính là sự hiếu thuận chân chính nhất của con cháu. Nhưng con cái không nghĩ như thế. Bà thành tựu, bà thật sự giảng sinh. Bởi thì bình thường nên buông bỏ. Bình thường không buông bỏ, lúc gần mất rất khó. Thời khắc lâm chung là lúc tử biệt sinh ly. Đây là việc cực kỳ đau khổ. Nỗi thống khổ y sẽ đưa vào tam ác đạo. Không có phần trong thế giới cực lạc. Vậy thì nhất định phải hiểu được, trong lục đạo không có gì là thật. Giữa người với người nhất định được xem là gì? Tất cả chúng sinh vốn là Phật, mọi người là Phật. Bây giờ trở thành thế này là do gì? Do nghiệp báo. Nghiệp mỗi người không giống nhau. Khi ý niệm chúng ta thay đổi, vấn đề sẽ được giải quyết. Tâm bình đẳng quá mặt, toàn là Phật. Bạn chịu khổ một tí, nghiệp chướng của bạn nặng. Họ sống thoải mái hơn, nghiệp chướng họ nhẹ. Họ tu thiện, bạn tạo nghiệp. Tất cả đều là Phật, mọi người bình đẳng. Tất cả mọi người đều là Phật. Quán được như thế mới hiểu được nghĩa lý trong kinh Kim Cang, mới học được những gì trong kinh Kim Cang, khiến nó khởi tác dụng trong sinh hoạt đời thường. Lại có chúng sinh quy trồng gốc thiện, làm ruộng phước lớn. Ruộng phước lớn ở đây là trì danh hiệu Phật. Chúng ta phải đặc biệt lưu ý câu này. Ruộng phước lớn ở đây là trì danh hiệu Phật. Bởi trì danh là vua trong các việc thiện, nên ruộng để trồng được gọi là ruộng phước lớn. Tiếp là phân biệt nắm giữ tướng, nặng nề tình chấp. Nên tuy niệm Phật nhưng không thể thoát luân hồi. Hồi trước tôi gặp một người đồng học lớn tuổi hơn tôi,
hình như 30 năm trước. 30 năm trước ông ta độ 70 tuổi, giờ chắc đã mất. Ngày Tết, khi đó tôi đang ở thư viện cảnh Mỹ, đến thăm tôi ngày Tết, nói với tôi: "Pháp sư Tịnh Không, công phu niệm Phật của tôi rất tốt." Tôi nói: "Tốt quá." Ông nói: "Tôi đã buông bỏ hết, chỉ một thứ không buông được." Tôi hỏi: "Là gì thế?" "Không buông được đứa cháu tình chấp." Chỉ cần ông buông đứa cháu, ông đừng xem nó niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật mỗi ngày niệm mấy vạn tiếng A Di Đà Phật. Những ý nghĩ, mỗi ý nghĩ khởi lên đều là đứa cháu. Ông không phải A Di Đà Phật. Ông được giảng sinh chăng? Không thể giảng sinh, chắc chắn trở ngại. Không thể giảng sinh thì đi đâu? Yêu thích đứa cháu, không muốn rời nó. Khi nó lớn, nó kết hôn, có thể ông đầu thai làm con nó. Người đời thường chơi những trò như thế. Tình chấp người đời thật sự không dễ buông bỏ. Chỉ cần ta quyến luyến, yêu thích, luôn nghĩ đến nó, liền đã gặp rắc rối. Người đi tu cũng không ngoại lệ. Khi tôi ở San Francisco, Mỹ, gặp một pháp sư, hình như bây giờ ông đã mất, lớn tuổi hơn tôi, cả đời theo đuổi thu sưu tầm tượng Phật cổ. Ông có một bảo tàng nhỏ, mở ra thấy toàn tượng Phật, cả gian phòng đều là đồ cổ. Đây là đời Đường, kia là đời Tống, nó là Ngụy Tấn Nam Bắc Triều, chuyên sưu tập những thứ đó. Không có giảng sinh chăng? Không thể. Mất sẽ đi về đâu? Mất rồi chắc chắn không rời được căn phòng đó. Căn phòng đó có gì? Chuột, gián, sâu kiến. Ông đầu thai đến đó, ông sẽ đến những nơi đó, sẽ không đến nơi nào khác. Việc này rất rắc rối. Hồi đó thấy chuyện đó, tôi vô cùng sợ hãi. Tại sao? Bởi vì tôi cũng có yêu thích, nhưng khác nhau. Tôi thích gì? Thích sách kinh, thích nhất là sách đóng cẩn thận. Đây là những bản đẹp. Khi thích sách, sau khi chết sẽ làm con mọt trong sách. Lúc đó sẽ đầu thai vào đó, càng nghĩ càng sợ. Bởi thế tôi quyên góp tất cả những cuốn đó, phần lớn tặng cho quỹ giáo dục Phật giáo, để họ phiên bản, rồi cho in. Bản chính vẫn cho họ giữ. Còn một số sau khi tôi in, tặng lại cho nhà in. Nguyên bản do nhà in họ tự giữ. Làm như thế để làm gì? Sợ sau này có người in, họ có bản gốc. Tôi cũng bỏ nó luôn, để không còn tham luyến gì nữa. Bởi thế yêu thích rắc rối sẽ đến ngay, sẽ chướng ngại cho việc giảng sinh. Phải từ bỏ tất cả.
trong lòng chỉ có Phật A-di-đà, ngoài Phật A-di-đà không có một thứ gì, người đó chắc chắn sẽ được sinh, không vấn đề gì. Tam bối giảng sinh trong kinh đều do việc phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật. Phát Bồ Đề tâm và nhất hướng chuyên niệm đều quan trọng. Chỉ nhất hướng chuyên niệm, không phát Bồ Đề tâm không đi được. Tuy phát Bồ Đề tâm không có nhất hướng chuyên niệm cũng không đi được. Đây là vấn đề cần nên ghi nhớ. Đời này chúng ta muốn giảng sinh thế giới cực lạc, thân cận Phật A-di-đà. Câu này phải luôn nhớ thật kỹ. Bồ đề tâm là đại trí, là đại bi, là đại nguyện, là tâm viên dung nhất thể. Nắng về tình chấp chính là ngu si. Chỉ cần ta đối với bất kỳ một chuyện gì, một vật gì, một người nào trong thế gian này có tâm ham muốn, đều bị gọi là ngu si. Tâm Bồ Đề ta phát kia sẽ là giả, không phải chân. Tại sao vậy? Vì tình chấp, sở thích của ta, những thứ ta muốn sẽ phá hỏng ngay Bồ Đề tâm của ta. Tâm Bồ Đề rất khó phát. Phân biệt thủ tướng sẽ có chọn lựa. Có chọn lựa thì tâm từ bi sẽ không còn, tâm bình đẳng không còn. Bởi vì ta có chọn lựa, do đâu nổi lên, làm sao lại nổi lên? Vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Chỉ cần có chọn lựa, cả hai cái đó liền mất. Tôi thích người này, tôi ghét kẻ khác, đại từ đại bi sẽ không còn. Đại từ đại bi là tâm Bồ Đề. Bao nhiêu năm nay khi giảng kinh giáo, tôi tóm tắt tâm Bồ Đề thành 10 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Ở đây nói rất hay, tâm Bồ Đề là đại trí, đại bi, đại nguyện, viên dung nhất thể. Cũng nói rất hay, khi nào chúng ta thực sự phát được tâm viên dung nhất thể, chỉ cần phát được tâm viên dung nhất thể, thanh tịnh bình đẳng giác sẽ có mặt. Không biết cõi hư không khắp pháp giới cùng ta là nhất thể, đều do nổi lên dự tướng phân biệt, gọi là trước tướng. Nghĩa là phá hoại tâm Bồ Đề. Những người như thế làm sao phát khởi tâm Bồ Đề? Không có trí tuệ, không có từ bi, không có viên dung. Phân biệt thủ tướng, tôi thích cái này, ghét thứ kia. Như thế thì làm sao thành tựu? Tất cả những thứ này
là trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phát tâm nhất hướng chuyên niệm, tại sao không có cảm ứng? Tại sao bệnh hoạn thân thể lại nhiều như thế? Tại sao muốn làm chuyện gì chướng ngại kéo đến ung ung? Bình tâm nghĩ kỹ sẽ thấy nguyên nhân. Nguyên nhân không phải bên ngoài, nguyên nhân do ta. Nhất định phải biết được đạo lý đó. Nguyên nhân bên ngoài hay nguyên nhân do ta mang lại? Ta đã sai, để lại bài học cho người đi sau, không lặp lại vết xe đổ, con đường sau này của họ sẽ bằng phẳng hơn. Ta sai lầm ở đâu? Chưa đủ khiêm tốn, chưa đủ cung kính, chưa thực hành tự nhiếp pháp. Bởi thì tuy việc tốt, lại mang đến chướng ngại, đố kỵ cho người khác. Bản thân chúng ta thấy rất rõ ràng, rất minh bạch, bởi chúng ta đã buông bỏ tiếng thơm lợi dưỡng, nên những thứ chướng ngại tật đố đối với ta mà nói có lợi mà không có hại. Cư sĩ họ Bàn đã nói, chuyện tốt không bằng không chuyện. Tâm phát rất viên mãn. Trong hội Lăng Nghiêm Phật nói, tâm hiện vừa phát, công đức liền viên mãn. Không phải ta không làm, mà bởi có chướng ngại nên không thể làm được, nhưng công đức đã viên mãn. Những lý sự này đều phải hiểu rõ. Như thế chúng ta mới nhớ được những gì kinh giáo đã dạy. Bồ đề tâm đã phát, không để nó có chướng ngại. Bồ đề tâm đã phát, buông bỏ tất cả nhân ngã thị phi. Chưa buông được nhân ngã thị phi, chắc chắn Bồ đề tâm không thể phát được. Việc niệm Phật cầu sinh tịnh độ của chúng ta chắc chắn sẽ bị chướng ngại. Bởi vì phân biệt chấp tướng chắc chắn sẽ có chọn lựa. Chỉ cần có chọn có lựa, liền không có cách hưng khởi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, sẽ hữu danh vô thực. Những người như thế làm sao phát được Bồ đề tâm? Bởi thì niệm Phật cũng không thể vào trong tam bộ.
Ở đây là nói niệm Phật chỉ kết pháp duyên với Phật A-di-đà, kết duyên với thế giới cực lạc. Đời này rất khó giảng sinh. Đại sư Ngẫu Ích nói, niệm Phật mà không tín nguyện cũng không vãng sinh. Chính giống như vậy, thật sự tín nguyện không dễ gì. Có tín có nguyện chắc chắn vãng sinh. Chúng ta cũng có tín nguyện, tại sao không vãng sinh? Tín và nguyện của ta đều có tạp lẫn, tạp không thuần. Bởi thì không thể vãng sinh. Muốn được vãng sinh, tín và nguyện của ta phải tinh thuần. Tinh là nhất, nhất tâm. Tôi chỉ mong cầu sinh tịnh độ, không có mong cầu gì khác thì mới được. Phải hiểu tin nhất là chân tâm. Có vọng tưởng phân biệt chấp trước là vọng tâm. Khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước là vọng tâm. Khởi tâm động niệm là phiền não vô minh, phân biệt là phiền não trần sa, chấp trước là phiền não kiến tư. Tạp lẫn những thứ này, Bồ đề tâm là giả, không phải chân. Tam ác đạo đều đang chịu khổ báo, tạo tác tất cả những nghiệp bất thiện đều phải chịu báo trong đó. Những chúng sinh trong này không có công phu tu tập. Tuy Phật Bồ Tát từ bi giúp đỡ họ, giúp đỡ những người nào? Những người thật sự có duyên. Những người học Phật học rất tốt. Khi gần mất nhất niệm tham sân si, liền đọa tam đồ. Bởi thì khi gần mất, quan trọng ở chỗ chánh niệm. Niệm cuối cùng khi gần mất là tâm tham. Bất luận là tham tài, tham sắc hay tham luyến tình chấp, tất cả đều đọa lạc, đọa vào ngạ quỷ. Khi gần mất là bực bội, liền đọa vào cõi địa ngục. Khi gần mất mà ngu si, không có trí tuệ, nghĩa là mê mờ. Ngày nay chúng ta thường nói người già thường mắc chứng quên, vấn đề này rất rắc rối. Già cả mắc chứng quên thường đến cõi nào? Cõi súc sinh. Họ ngu si, không có khả năng phân biệt thị phi thiền ác. Bởi thì vấn đề này rất đáng sợ, cần phải đề phòng. Tại sao người già hay mắc chứng quên? Chắc chắn trong lòng bức bối. Oán hận không có chỗ giải bày, bởi thì tâm lý muộn phiền. Đây là nguyên nhân chính. Nên làm cho người già sống tuổi xế bóng vui vẻ, đây là công đức không gì lớn bằng. Ai cũng đến tuổi đó,
ta lại không muốn chết yểu, vậy nhất định phải đến tuổi già. Trí tuệ ta có mặt, trí tuệ có mặt, tự nhiên vọng tưởng phân biệt chấp trước không còn. Còn vọng tưởng phân biệt chấp trước không có trí tuệ, những gì hiện ra là phiền não, không phải trí tuệ hiện ra, phiền não hiện ra. Trí tuệ và phiền não là hai mặt tối sáng. Có ánh sáng không có bóng tối, bóng tối có ánh sáng không còn. Bởi thì có trí tuệ thì phiền não không còn, có phiền não chắc chắn không có trí tuệ. Phải hiểu đạo lý này. Nếu đặt đạo lý này trong tâm, luôn luôn nghĩ đến chúng ta có trí tuệ chăng? Việc học chúng ta như pháp chăng? Đời này chúng ta có thể giảng sinh chăng? Buông bỏ tất cả những ngăn trở việc giảng sinh, như thế mới đúng. Buông khi nào? Ngay bây giờ, không chờ đợi. Người xưa có câu rất hay: trên đường âm phủ không kể già trẻ. Hôm nay không thể biết ngày mai thế nào. Hôm nay đang sống, mai có còn chăng? Không thể chắc chắn. Vậy ngay bây giờ chúng ta phải bắt tay, không thể để đến hôm sau. Chờ đến ngày mai tôi lại phiền não, không có trí tuệ. Người có trí tuệ không chờ đợi, ngay bây giờ. Chuyển phiền não thành bồ đề chỉ trong một niệm. Chúng ta hiểu được vấn đề đó thì hiểu được những gì chúng ta đang tu là không như pháp. Vì thế chướng nạn mới nhiều như thế. Có thể hóa giải chướng nạn chăng? Rất khó. Có ở điểm nào? Ở chỗ chúng ta nghe Phật pháp, nhưng chúng ta không thể thay đổi cách nghĩ. Liệu có không thủ tướng chăng? Liệu có không chấp trước chăng? Không thể buông bỏ. Phải làm sao? Biện pháp của Phật pháp là dạy quý vị quân tu thời gian dài. Chỉ cần áp dụng phương pháp đọc kinh, niệm Phật, nghe giảng, một năm chuyển không được, mười năm, mười năm không chuyển được, hai mươi năm, hai mươi năm chuyển không được, ba mươi năm chắc chắn sẽ chuyển được. Tại sao? Thời gian dài, quý vị thực sự đã hiểu. Chưa đủ thời gian, cái thấy đó là giả, không thể tin cậy được. Tại sao? Cảnh giới hiện ra liền bị xáo trộn, tập khí sai lầm sẽ ào đến. Kết luận một câu: lực lượng quân tập quá yếu đuối. Vấn đề ở chỗ đó. Đại Đức Tổ Sư dạy chúng ta thâm nhập một môn quân tu lâu dài mới hiểu được nó rất chí lý. Tôi thường nói với những người đồng học, tôi không có sở trường.
Nhưng rất may, bao nhiêu năm nay không thoái chuyển, mà mỗi năm lại tiến bộ một ít. Nguyên nhân ở đâu? Không rời kinh điển. Đấy là cách tôi đối trị tập khí trong tôi.